Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý vị và các bạn qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Xin được cảm ơn các quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính có trong chương trình. Sự thật quá buồn, hạnh phúc của dân tộc đi đâu cả rồi. Nỗi đau mang tên những đống xác rỉ ở gang thép Thái Nguyên. Ngừng lễ hội mùa dịch, bất đu dây giữa mê tín và khủng hoảng niềm tin. Sự thật quá buồn, hạnh phúc của dân tộc đi đâu cả rồi. Kính thưa quý vị, con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc. Để góp phần vun đắp hạnh phúc của dân tộc, tỉnh Quảng Ngãi có đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao với kinh phí là 150 tỷ đồng. Riêng tiền chi cho bộ phận triển khai dự án là 1,5 tỷ đồng. Trong số những người được Quảng Ngãi đưa đi bồi dưỡng cho các con một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cụ thể là Nguyễn Lê Ngọc Hà, con ông Nguyễn Chín, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi. Phạm Thị Mỹ Hạnh, con ông Phạm Thanh Hải, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Huỳnh Thị Lan Viên, con ông Huỳnh Chánh, giám đốc Sở Tài chính. Phạm Thành Việt, con ông Phạm Tấn Hoàng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. Sau thời gian đào tạo, cả bốn hạt giống này không quay về thực hiện nghĩa vụ đã cam kết và tỉnh Quảng Ngãi đã phải ra văn bản thu hồi cấp 2 lần số tiền ngân sách đã chi ra cho 4 người du học, cụ thể gần 10 tỷ đồng. 10 tỷ là gấp 2 lần số tiền ngân sách bỏ ra, vậy chính xác thì tỉnh Quảng Ngãi đã chi gần 5 tỷ đồng cho 4 con của các lãnh đạo chủ chốt nêu trên du học, bình quân mỗi học viên. Thu diện con các đồng chí này được chi khoảng 1,2 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Nếu tình nguyện quay về, khả năng một vị trí việc làm trong cơ quan công quyền Quảng Ngãi đối với 4 người này khó ra khỏi tầm tay. Không nói ai cũng biết, ngân sách không phải tiền trúng xổ số, đó là tiền thuế của người dân, doanh nghiệp phải nộp theo quy định của pháp luật. Để cho công bằng, để cho minh bạch, để cho cả mọi phía đều tâm phục, khẩu phục. Người viết hy vọng cộng đồng mạng có thể tìm vài dẫn chứng con một bác nông dân, con một cô giáo tiểu học, con một anh thợ xây dựng. Không liên quan gì đến 4C hay ngũ ệ được ngân sách chi cho khoảng 1,2 tỷ đồng du học nước ngoài trong 2 năm. Con cái du học bằng tiền thu được như bán trổ đót, chạy xe ôm, từ lao động đến thối cả móng tay hay từ lương công chức của bố mẹ mà dư luận nói đùa là lương công và chức. Học xong không trở về quê hương cống hiến. Như một vị thứ trưởng tâm sự thì dư luận cũng đành ngậm hụt thị bởi cho đến nay chưa cơ quan bảo vệ pháp luật nào công bố tiêu chí nhận diện nhóm lợi ích chổi đót, xe ôm. Thế nên với các thành viên, chổi đót, xe ôm, chuyện họ và con cái họ quan tâm hay không quan tâm đến hạnh phúc của dân tộc là điều động vào thì phải chuẩn bị sẵn khẩu trang như thời đại dịch. Các phó thường dân thường nghĩ đơn giản thế này, cơ quan, địa phương lựa chọn người tài, trong đó có các con lãnh đạo đồng chí lãnh đạo cử đi học nước ngoài là nhằm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn. Một trong những công việc hết sức quan trọng cho việc chuẩn bị thế hệ lãnh đạo kế cận. Dựa trên lý luận của bà cựu phó bí thư, việc con lãnh đạo đi bồi thường kiến thức ở nước ngoài chẳng phải là ví dụ nghe thấy, nhìn thấy về việc người ta đang phun trồng hạnh phúc của dân tộc đó sao. Du học xong không trở về làm cán bộ theo hợp đồng đã ký, nghĩa là không muốn làm lãnh đạo tương lai, chưa hẳn là họ không quan tâm đến hạnh phúc của dân tộc. Vấn đề nằm ở chỗ, đồng chí lãnh đạo chủ chốt bỏ bao tâm huyết lo cho con cái, rồi còn các đồng chí phê duyệt nhân sự, rồi cộng thêm các đồng chí ở bộ phận triển khai dự án, được chi 1,5 tỷ đồng. Sau vụ này, có nên quyết tâm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc? Còn nhớ ông cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thành đã giải thích lý do đưa con trai đang làm ăn bên nước ngoài về với nhà nước như sau. Tôi thấy xu hướng kinh tế khó khăn nên khuyên con tôi bây giờ quay về hướng nhà nước. Chẳng biết mấy đồng chí chủ chốt ở Quảng Ngãi có con chạy làng, có quan tâm đến hạnh phúc của dân tộc. Nếu có thì sao không kiên quyết yêu cầu con cái quay về hướng nhà nước. Còn nếu mà các đồng chí ấy phụ họa với con, đồng ý cho con chạy làng, không muốn con lãnh đạo tiếp tục làm lãnh đạo thì có nên cho rằng họ chính là người không quan tâm đến hạnh phúc của dân tộc. Hay là còn một khả năng khác, có phải họ đã nhận thấy nghề lãnh đạo bây giờ gang không mật mỡ nên lặng lẽ để con cái quay về hướng thị trường.
sự quay ngoắt 180 độ của mấy vị chủ chốt hoặc từng là chủ chốt ở Quảng Nam so với cựu bí thư Quảng Nam có phản ánh sự thay đổi tầm nhìn chiến lược của họ rằng người lãnh đạo bây giờ nguy hiểm lắm, gần 100 cựu đồng chí diện trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật hoặc ngồi tù là tấm gương tài liếp, tội gì để con cái bị cuốn vào. Nếu không phải là các vị phụ mẫu có tên nêu trên tự diễn biến, tự chuyển hóa vì nghe nói họ luôn luôn kiên định lập trường, tuyệt đối trung thành kể cả khi đã cầm sổ hưu, thì phải chăng sức nóng từ chiếc lò Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhen lửa đã khiến cho các cậu ấm, cô triều, nhà họ tự động biết sợ, chủ động tránh xa nhà nước, không muốn gần lửa sát mặt. Ở Quảng Ngãi, đâu phải chỉ mấy đồng chí có con nhận tiền du học rồi chào tạm biệt. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi xem xét đã kết luận, hai ông Lê Viết Trữ, Bí thư Tỉnh ủy và Trần Ngọc Căng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật. Nhà rột từ nóc là thảm họa, nếu rui, mè, đòn tay mục dưỡng và ở nước ngập lênh láng dưới nền thì phận con sen, cái kiến biết chạy đi đâu. Chuyện nhà rột từ nóc báo hại con sen, cái kiến có thể tìm thấy vô số ví dụ được truyền thông chính thống tường thuật. Tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng đã quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của ông Lê Đức Vinh, xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với ông Đào Công Thiên, cảnh cáo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trần Sơn Hải. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, dư luận không khỏi ngỡ ngàng vì câu chuyện cái lều vịt ở thành phố Hồ Chí Minh được lặp lại ở Khánh Hòa. Ông Phạm Văn Khoát và bà Nguyễn Thị Nhung là thương binh trú tại phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa, bị thu hồi 5.000 m2 đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu Nha Trang làm dự án khu du lịch và giải trí sông Lô, giá đền bù hơn 18 triệu đồng và hai vị thương binh này không chịu nhận. Họ tiến hành dựng một chiếc chòi cột gỗ, vách mái tôn trên diện tích đất đã bị thu hồi và kết quả là ngày 10 tháng 2 năm 2020, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định phạt gia đình ông Khoát 55 triệu đồng. Sau đó hơn một tháng, ngày 20 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã phạt công ty cổ phần Hòn Tầm, biển Nha Trang 40 triệu đồng vì công ty này chiếm dụng đất với tổng diện tích là hơn 2.890 m2 để xây dựng trái phép nhiều hạng mục công trình trên đảo Hòn Tầm. Tại Thừa Thiên Huế, cha mẹ liệt sĩ bị thu hồi đất làm dự án, đền bù hơn 182 triệu đồng cho hơn 1.800 m2 đất. Tại Sóc Trăng, phụ gia đình liệt sĩ hơn 30 năm đi đòi đất, quả bóng trách nhiệm chưa có điểm dừng. Tại Bình Định, phụ cưỡng chế hủy hoại nhà ở nơi thờ cúng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng lấy đất bán đấu giá. Hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ, người có công với nước, của các thương binh như ông Khoát, bà Nhung có phải là một phần hạnh phúc của dân tộc? Khi câu chuyện doanh nghiệp được ưu ái hơn gia đình liệt sĩ, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng diễn ra từ Bắc vào Nam, khi hàng loạt các diễn đàn chỉ nói đến chuyện kiếm tiền thì tác động đến tâm lý và hành động của giới trẻ cũng là điều khó tránh khỏi. Hậu quả là chuyện du học bằng tiền ngân sách không trở về, không phải chỉ xảy ra ở Quảng Ngãi. Thành phố Đà Nẵng đã phải khởi kiện 7 nhân tài, buộc hoàn trả hơn 10 tỷ đồng cho ngân sách do vi phạm hợp đồng khi tham gia đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng quá hạn cam kết không trở về nước công tác. Sẽ là vội vàng nếu kết luận lớp thanh niên ngày nay ít quan tâm đến lý tưởng, song không thể phủ nhận một thực tế là một bộ phận khá đông. Trong đó, có nhiều người là con cái các vị lãnh đạo trung, cao cấp đã chọn cho mình con đường ra nước ngoài sinh sống hoặc chọn thương trường chứ không phải là chính trường. Vậy chuyện con, một số vị lãnh đạo du học xong không quay về hướng nhà nước có nên xem là một trào lưu bình thường trong nền kinh tế thị trường. Nỗi đau mang tên những đống sắt xỉ ở gang thép Thái Nguyên. Kính thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát đi thông báo cho biết đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam. Trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm soát, giám sát để tổng công ty có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong việc thực hiện dự án Tisco 2, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước. Nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội. Lần lại kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với dự án này công bố hồi đầu năm, chúng ta mới phần nào thấy được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Với tổng mức đầu tư ban đầu là 3.843 tỷ đồng, được Thủ tướng cho phép năm 2005,
Đến năm 2012 thì Tổng Công ty Thép và TISCO đã có văn bản xin điều chỉnh tăng tổng mức lên 8.104 tỷ đồng, tức là tăng 4.261 tỷ đồng so với ban đầu, tăng hơn gấp đôi. Điều đáng nói là đến thời điểm thanh tra, đầu năm 2017, TISCO với tư cách là chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu MCC của Trung Quốc trên 92% giá trị hợp đồng. Thế nhưng, các hạng mục chính của gói thầu EPC đều chưa hoàn thành. TISCO còn thanh toán thay MCC tiền thuế là 11,6 triệu đô la Mỹ, thanh toán các khoản bốc xếp, bảo quản thiết bị gần 5 tỷ đồng vượt với giá trị hợp đồng. Trong khi đó, MCC chưa đủ tiêu chuẩn thiết bị theo danh mục, đồng thời cung cấp nhiều máy móc thiết bị sai khác về xuất xứ, thông số kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn của Việt Nam. Nhà thầu nhận tiền rồi cao chạy xa bay, còn chủ đầu tư TISCO rơi vào tình thế bị nắm đằng chuôi, mắc kẹt giữa việc đẩy tiến độ công việc và xoay sở trả nợ, lãi vay ngân hàng. Tổng dư nợ gốc, lãi vay ngân hàng phải trả của dự án này ở thời điểm thanh tra lên tới 3.900 tỷ đồng. Tương ngang với tổng mức đầu tư dự án. Kết quả cho sự nhiệt tình của TISCO cho những con số khổng lồ trả bằng tiền tươi thóc thật ấy là gì? Bạn đọc có thể lần lại bài viết Cần cảnh đại dự án thua lỗ nghìn tỷ gang thép Thái Nguyên trên Dân Trí ngày 21 tháng 2 năm 2019 để thấy được những hạng mục xây dựng dở dang tại đại công trường tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng. Trước mắt chỉ là gang thép ngổn ngang, xì xét, cỏ mọc tùm. Đến nay, nhiều năm trôi qua, dự án vẫn trong tình trạng đắp chiếu. Thật xót xa thay, theo ghi nhận của ban kiểm soát TISCO thì doanh nghiệp này đã rơi vào tình trạng tài chính đặc biệt khó khăn, có khả năng không trả được các khoản nợ khi hết hạn, nói trắng ra là vỡ nợ. Đến đầu năm 2019, tình hình tài chính của TISCO là cực kỳ khó khăn, nguy cơ khủng hoảng tài chính dẫn đến phá sản đang hiện hữu nếu như không có sự giải cứu kịp thời của chính phủ, các ngân hàng và các cấp có thẩm quyền. Như vậy, hậu quả của sự buông lỏng trong công tác của một số cán bộ chính là đã khiến ngân sách và ngân hàng vào trong trở thành con tin không hơn không kém. Đã có 5 cá nhân bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra xác minh 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án này. Và mới đây, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục bị xem xét trách nhiệm với những vi phạm, khuyết điểm được chỉ rõ. Tôi tin rằng với sự nghiêm minh của pháp luật và chủ trương không thỏa hiệp với tiêu cực, tham nhũng, các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan tới dự án này sẽ bị xử lý đúng người, đúng tội. Chỉ có điều, hàng nghìn tỷ đồng đang mắc kẹt sẽ được xử lý ra sao? Trong số đó, đã có bao nhiêu tiền bị tư lợi vào cái túi cá nhân? Và rồi đây, ai sẽ phải bù đắp những con số khổng lồ ấy? Ai? Ngừng lễ hội mùa dịch, bất đu dây giữa mê tín và khủng hoảng niềm tin. Kính thưa quý vị, mùa dịch, hàng loạt lễ hội tạm ngừng, nhiều người vừa mừng vừa lo. Mừng là vì những chuyện quá đáng, phản cảm và bạo lực sẽ không còn xảy ra. Phàm là những gì quá đáng sẽ gây hệ lụy không nhỏ, từ cướp phết, tranh ấn, dẫm đạp lên nhau khiến không ít người ngất xỉu trong các lễ đâm trâu, chém lợn, xin lộc. Chưa kể, hành vi mông nguội xoa tiền lên tượng Phật, nhúng tiền vào máu động vật. Về mặt ứng xử văn hóa nên lấy trung đạo làm trọng. Không có lễ hội thì buồn vô kể, nhưng nếu có thì xảy ra nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng. Các nhà quản lý phải bó tay. Văn hóa, văn minh đồng nghĩa với thanh nhã, lịch sự. Phải là những người có bản lĩnh, có giáo dục, sống trong một xã hội lành mạnh mới kiềm chế được sự quá đáng đến hoang dã, mông muội của mình khi chạm tay vào ký ức tốt đẹp của cộng đồng và những khát thèm thế tục. Thử tưởng tượng ở một đất nước với 9.000 lễ hội lớn nhỏ trong một năm, điều gì đang xảy ra? Có điều gì bất bình thường khi con người hiện đại ngày nay đang xa rời giá trị tinh thần để đến với thế giới vật chất, lại bấu phíu nơi lằn xanh tránh tín và mê tín để tìm cho mình một lối thoát? Vì sao đi lễ chùa phải cầu xin lợi lộc, tiền tài, địa vị và cả sự bình an sau khi tranh đoạt quyền lợi với người khác? Vì sao phải xù sập, khấn vái với mâm cúng thật to để mong cầu giá trị vật chất mà quay lưng với đạo đức và chữ hiếu? Nhét tiền lẻ vào tay tượng Phật, ném tiền xuống hồ hay mang tiền rải khắp nơi để làm gì? Giá trị lễ hội có giúp con người hiện đại thay đổi hay lại càng rơi vào mê lầm tiếp tay cho một lớp người dám buôn thần bán thánh, kinh doanh tín ngưỡng? Lý giải về hiện tượng này, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm đã khẳng định, chuyện vật chất và tinh thần là câu chuyện dài vì văn hóa Việt ngày xưa coi trọng tinh thần hơn vật chất. Nhưng từ khi có sự đứt gãy về văn hóa, chủ nghĩa vô thần bao trùm, dập tắt tất cả những gì thiêng liêng, người ta coi mọi thứ dễ dãi, nhẹ nhàng quá. Tất nhiên, đó chỉ là mặt nổi bên trên.
phần chìm bên dưới, bản sắc vẫn nằm đó, nhưng về mặt triết học, hai lĩnh vực đó tác động qua lại với nhau. Hệ giá trị đang biến động cực kỳ lớn, thế ổn định cũ bị phá vỡ nhưng chưa tạo ra thế ổn định mới. Tất cả đang trong giai đoạn biến động. Tiếp đó là cuộc chiến nhằm thu hút con nhang, Phật tử và khoản tiền cúng dường giữa các chùa lớn và chùa bé, giữa các địa phương và các chùa. Từ việc tranh cãi ai giữ hòm tiền công đức đến chuyện biến cửa chùa thành dịch vụ kinh doanh. Dĩ nhiên, tiền công đức là tự nguyện, nên giữ lại cho chùa. Nhưng nếu chùa nào biến mọi giá trị tinh thần thành các dịch vụ để kiếm chác như xin xăm, cầu an, cầu siêu, cúng dao dài hạn thì cần phải xem xét lại. Vì sao ngày càng có nhiều đền chùa, buôn thần bán thánh, kinh doanh thần Phật? Những tôn giáo tử tế có cho phép điều này? Cũng khó có chuyện từ xưa tới nay, giáo hội Phật giáo cho phép thầy, chùa sắm xe ô tô để đi chơi, ăn sung mặc sướng và hưởng mọi tiện nghi. Chùa lớn mà có khi khiến Phật tử mê tín càng nặng, trong khi chùa nhỏ lại giúp người ta tìm lại sự thăng bằng và bình yên. Mê tín và tránh tín gần như là đứa con sinh đôi của tôn giáo. Thành thử quá một chút là thành mê tín. Có những người vì thiếu hiểu biết mà đi vào mê tín. Bên cạnh đó có cả những người là không nên làm mà vẫn làm. Một nhà nghiên cứu phải thốt lên: người Phật tử không học hành chánh pháp, không hiểu giáo lý một cách đúng đắn thì sẽ trở thành nô lệ cho tăng lữ. Sâu xa hơn, nhiều người cho rằng đây là cuộc khủng hoảng niềm tin, mà lễ hội ra đời càng nhiều chính là sự bù đắp thiếu hụt kinh khủng đó. Một xã hội lành mạnh hẳn tôn trọng pháp luật và đặt niềm tin vào những giá trị phổ quát nói chung. Nhưng một khi người ta mất niềm tin vào những giá trị thiêng liêng, mất niềm tin vào cuộc sống hiện thực, sẽ bị chủ nghĩa hư vô chiếm lĩnh, dẫn đến con đường luật pháp, làm những chuyện phi đạo đức mà không cảm thấy hối hận. Ngoài ra, yếu tố bạo lực vẫn nhức nhối khi nhiều lễ hội vẫn duy trì một số hủ tục ở các địa phương. Một trong những đặc trưng căn bản của văn hóa là luôn thay đổi. Những tục lệ có tính chất phản cảm thì phải thay thế theo thời gian. Ngày trước, chém lợn trong phạm vi cộng đồng làng xã biểu thị cho một hành vi gắn với sự tích, truyền thuyết, ký ức văn hóa của cộng đồng, mang biểu tượng chiến thắng của chính nghĩa. Cộng đồng hiểu được ký ức văn hóa đó, còn một khi hệ thống truyền thông lan rộng ra trong những cộng đồng không có ký ức văn hóa như thế thì bản thân lễ hội chém lợn sẽ trở thành phản cảm. Lễ hội và các cảnh bạo lực sẽ tạm lắng, nhưng sẽ như thế nào nếu đến thời điểm mọi việc trở lại bình thường? Tại sao chúng ta không nhìn sang Đài Loan, Trung Quốc hay Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, nơi người ta tổ chức những lễ hội một cách quy củ, trân trọng và đầy tránh kiến, khiến du khách và những người dự lễ phải rướn xoa, thán phục. Và trong thời dịch, khi chấp nhận hạn chế ra ngoài, hạn chế tham gia các hoạt động công cộng, liệu con người chịu suy nghĩ, nhìn nhận lại những hành vi và tham vọng của mình để hiểu thêm lằn ranh giữa chánh đạo và mê tín? Hay một khi chưa tìm ra hệ giá trị mới, họ vẫn phải dựa vào một ai đó ở trên cao, dựa vào sự khát thèm vật chất và dục vọng để ngày một rời xa con người thiện lương, Phật sống ở trong tâm mình?